Xin chào tất cả các quý golfer của Gold Group. Dạo gần đây em Trâm Tinh nhận được rất nhiều câu hỏi của anh chị về việc làm sao để chọn được một đôi giày tốt nhất, phù hợp nhất để đi lên sân. Các câu hỏi thì nó đều xem giống nhau, ví dụ như là làm sao để chọn được kích cỡ này, về chất liệu này, về form dáng này và về nguồn gốc xuất xứ của các đôi giày. Vậy ngày hôm nay em Trâm Tinh sẽ làm ngay một video này để giải thích tất cả mọi thắc mắc đấy cho anh chị. Chúng ta hãy cùng bắt đầu nhé. Điều đầu tiên chúng ta sẽ nói qua về chất liệu của một đôi giày golf nhé. Một đôi giày golf cao cấp sẽ được thiết kế hầu như sẽ được thiết kế bằng da PU. Dòng da PU cao cấp nó sẽ gồm 3 lớp. Lớp đầu tiên là được trải một lớp sâm chống thấm ở ngoài đôi giày, đến lớp thứ hai bằng cốt tông vải mềm, và lớp thứ ba là một lớp dạng vải lưới có thể thoát khí ra một cách tốt nhất, tránh tình trạng khi mà mình đi lâu ở trên sân này, mình di chuyển nhiều này sẽ bị hôi chân, sẽ có mùi ở trong đôi giày. Hiện tại Gold Group đang có sẵn tất cả các mẫu mới nhất của Eco này và của Nike. Giá giày của Nike sẽ dao động từ 1,8 triệu cho đến 3-4,5 triệu tất cả các mẫu giày. Còn của Eco thì sẽ nhỉnh hơn một chút xíu, từ 5,5 triệu cho đến 9,5 triệu đổ lại. Và điều thứ hai các golfer rất quan tâm đó chính là về trọng lượng của một đôi giày. Bởi vì sao ạ? Khi mà các anh di chuyển lâu ở trên sân, nếu mà mình mang một đôi giày quá nặng, mình sẽ cảm có những cái bước đi rất là nặng nề, không được thanh thoát. Vậy như thế nào là một đôi giày có trọng lượng vừa phải? Điều này thì thật sự là mỗi đôi giày nó sẽ có một kích cỡ và một trọng lượng khác nhau. Vì vậy là Gold Group khuyến khích các anh hãy đến showroom để thử. Còn nếu mà mình không có thời gian thì không sao ạ, Gold Group có thể giải quyết được tất cả những vấn đề đó. Bên em sẽ có dịch vụ thử giày miễn phí cho các anh ở trong Hà Nội. Nếu mà mình cần đôi nào em có thể ship ngay đến tận nơi cho các anh để mình có thể thử ngay ở đó. Tiếp theo đến với câu hỏi số 3 là một câu hỏi mà đã rất nhiều các anh golfer hỏi em. Sự khác nhau giữa đế đinh và đế kép và ưu nhược điểm của hai dòng đế này là gì? Trên tay em đang là một mẫu giày Eco đế đinh đấy ạ. Một mẫu giày Eco đế đinh nó sẽ dao động giá từ khoảng 6 cho đến 8 triệu tùy từng loại da. Tất cả những dòng đế đinh đây mình có thể có thấy rõ hơn này. Nó sẽ phân bổ từ trên đầu này, giữa thân và ở dưới gót chân. Khi mà mình đi những cái đôi đế đinh này lên sân ấy ạ, sẽ tạo cho mình được cảm giác rất là chắc chắn. Khi mà mình đứng swing thì sẽ không bị trượt chân. Nhưng bù lại thì mình chỉ có thể di chuyển những cái đôi này ở trên sân thôi ạ. Bởi vì khi mà mình đi ra ngoài nền bê tông, nó sẽ cả mang lại cảm giác trơn trượt. Và tiếp theo nữa là mình sẽ không giữ được những cái đinh này lâu. Những cái đinh này thì bên em có thể thay cho anh chị nhá. Khi mà mình mua thì bên sẽ có bảo hành riêng. Tiếp theo nữa chúng ta hãy đến với cả một mẫu đế kép. Những dòng đế kép như này thì sẽ mang lại sự đa di năng mà đôi đế mà dòng đế đinh kia không thể mang lại. Đó là một điểm cộng rất lớn cho những cái mẫu giày như thế này. Mình có thể vừa kết hợp đi làm, đi chơi hoặc là lên sân đều ok hết. Trên những đôi giày Eco sẽ có những cái nhãn hiệu Yad như thế này. Những đôi giày Eco có nhãn hiệu Yad như thế này có nghĩa là 100% đều chống thấm nước và đều là da độc quyền của các mẫu giày Eco. Có một câu hỏi em đã được nhận được rất nhiều từ các anh, đó chính là tại sao mình không chọn một đôi giày chạy để đi lên sân golf. Nó sẽ liên quan đến hai điều ạ. Thứ nhất là về chất liệu. Chất liệu của những đôi giày chạy nó khá là mỏng. Vì vậy là khi mà mình lên sân, ví dụ gặp nước một cái là mình sẽ bị ướt hết ngay tất ở bên trong. Chân ở bên trong nó sẽ tạo ra cảm giác rất là khó chịu, không thể nào mà di chuyển một cách thoải mái nhất được. Tiếp theo thứ hai nữa là đó đến phần đế ạ. Như các anh cũng có thể thấy ở trên tay của em, đây mình được gọi là đế thường hoặc là đế kép thôi, nhưng mà trên những đôi giày này nó đều có những điểm sần riêng. Những cái điểm sần này ạ đã được nhà sản xuất thiết kế một cách tỉ mỉ và cẩn thận nhất để đem lại sự trợ lực tốt nhất và đem lại điểm bám chắc tốt nhất cho với cả các anh golfer. Vì vậy, để lên sân để có được một cú swing đẹp nhất thì mọi người hãy chọn cho em những đôi giày chuyên về golf, hai dòng đế đinh và đế kép này nhé. Tùy từng mẫu giày sẽ có size giày khác nhau, ví dụ như của Eco chẳng hạn sẽ bắt đầu từ 39 và kết thúc ở 44. Các size to như là 45 chẳng hạn thì mình phải đặt ở bên nhà sản xuất. Còn của Nike, bé nhất của Nike đó chính là size 40 và kết thúc ở 43. Em sẽ để kèm đường link ở bên dưới cho mọi người về cái bảng quy đổi size ấy, để cho mọi người chọn cho mình một đôi giày phù hợp nhất với bàn chân của mình. Ngoài một đường link về cách quy đổi bảng size giày, em có kèm thêm một link nữa là link shopping 3D cho tất cả các anh chị. Chỉ với một cú click thôi thì anh chị có thể biết được ngay tại Gold Group đang có những mẫu giày là hot nhất, những bộ gậy nào đẹp nhất. Gold Group là showroom Gold đầu tiên tại Việt Nam có thể áp dụng được công nghệ shopping 3D này. Mọi người hãy nhấn vào link để trải nghiệm được sự tuyệt vời này nhé. Hy vọng clip này sẽ giúp ích cho anh chị trong việc lựa chọn được sản phẩm tốt nhất. Em là Trang Pin của Gold Group. Xin chào và hẹn gặp lại.